Rồi, mình chào khán giả đã trở lại với kênh Hoàn Toàn TV của mình. Hôm nay mình đến với chùa Badminton để quay review cùng cảnh hai chiếc khiên ngó của chùa như thế nào, rồi có sự chuẩn bị như thế nào về mùa giải 2023. Và theo thông tin của Hoàn Toàn TV thì chùa cũng đang viên góp để một số tiền để quay review cùng cảnh, viên góp để đóng một chiếc khiên ngó mới để tham gia mùa giải năm 2023. Đây là hai chiếc khiên ngó mình đang review cận cảnh. Đây là hai chiếc khiên ngó của chùa vẫn còn đang tham gia thi đấu nhau vậy, mà do một phần khiên ngó của chùa không mấy là chùa quyết chuẩn bị đóng một chiếc khiên ngó mới để tham gia mùa giải 2023 nhau vậy. Ông kìa, ông Thắng. Đây là cận cảnh hai chiếc cây ngô chùa nha. Và mà Hoàn Toàn cũng mời mời khán giả cùng theo chân Hoàn Toàn để review cận cảnh hai chiếc cây ngô của chùa nha. Và biểu tượng của cây ngô của chùa là con cá mập như vậy nha. Và phía trên mỗi ghe thì có cái linh vật của chùa. Đây là linh vật của chùa nha ông giá. Đây là toàn cảnh cái ngôi chùa Badminton rất là đẹp nha ông giá. Có gian của chùa. Đây là chùa Badminton rất là đẹp nha ông giá. Biểu tượng của cái ngôi chùa Badminton là con cá mập. Mời quý khán giả cùng thêm tham khảo về hai chiếc khiên ngó của chùa, còn rất là đẹp luôn nha mấy nhà, nhưng mà do là không có đạt tốc độ cho máy thì chùa theo thông tin của Hoàn Toàn thì chùa cũng chuẩn bị đang nguyên trong quá trình viên góp để đóng một chiếc khiên ngó mới để tham gia mùa giải năm 2023 nha mấy nhà. Đây là cái cận cảnh khiên ngó chùa Badminton. Cái ngôi chùa Badminton rất là đẹp luôn nha. Đây là bên trong nhà ghe chùa. Ngôi chùa Badminton. Và bên cạnh đó chùa cũng có hai chiếc khiên ngó mini rất là cỡ hai mấy mét như vậy. Cỡ mười mấy mét chứ không tới hai mấy mét. Cũng có ra cùng cầu bên trong cũng rất là đẹp như vậy. Đây là ghe bên trong nhà ghe chùa phía bên trong. Cảnh bên trong chùa, trong nhà ghe chùa phía bên trong rất là đẹp như vậy. Cảnh những cái nét hàng con rất là sạch sẽ luôn. Bên cạnh đó thì trong nhà ghe cũng có hai chiếc ghe ngô mini rất là dễ thương như nhé. Hai chiếc ghe ngô mini rất là đẹp không? Và bên trong hai chiếc ghe ngô mini cũng có bục cầu luôn nhau nhé, rất là thú vị nha. Đây cũng xài cần cầu luôn nha. Chim ngon có xài cái đòn bẩy, còn gọi là cái đòn bẩy á. Đây là cảnh hai chiếc chim ngon chùa. Đẹp nhiều vậy.
Ở Phú Mỹ thì có năm chùa là có gây ngon luôn nha cha. Và bên trong nhà ga chùa Redento rất là rộng rãi luôn như vậy. Thi đấu một chiếc ghe tập và một chiếc ghe đã sử dụng cho việc thi đấu như vậy. Chùa cũng đang quá trình để thì theo thông tin thì của Vân Cầu thì chùa cũng chuẩn bị có sự chuẩn bị cho một đóng một chiếc ghe ngon mới để chuẩn bị cho mùa giải năm 2023 như vậy. Đây là cảnh bên trong nhà ghe chùa để lên tô rất là nhộn nhịp như thế, thì bên trong rất là đẹp luôn. Đây là toàn cảnh nhà ghe chùa với tinh tôn. Đây là chiếc ghe sử dụng cho việc thi đấu vào năm 2022 nha. Dạ, thi đấu không vẫn không cũng thành công cho mấy thì chùa cũng quyết định họp ban quản trị thì đóng chuẩn bị đóng cho đóng một chiếc ghe ngon mới nha mọi người. Thì theo thông tin mình cũng chưa biết là thợ nào sẽ đóng ghe mới cho chùa, khi nào có thông tin về đóng ghe ngon mới thì hoàn toàn đến để chia sẻ cho quý khán giả được biết thêm nhiều thông tin vì cái ngôi chùa bê tông nhiều hơn nữa nha. Đây, và bên cạnh đó chùa cũng có một chiếc ghe ngò độc mộc khá là lâu lâu năm tuổi nha mấy cha. Đây vẫn còn được chùa lưu giữ nha. Qua bên cạnh chiếc ghe ngò độc mộc thì cũng vẫn còn một chiếc cà hâu luôn nha mấy cha. Bên cạnh thì có một chiếc ghe ngò độc mộc khá là đẹp nha. Ở trong nhà chùa chùa Bách Tôn thuộc xã Thường Hưng nhưng bây giờ đây là toàn cảnh bên trong nhà ghe của chùa Bách Tôn vẫn còn được lưu giữ hai chiếc ghe ngò, một chiếc thi đấu và một chiếc sử dụng cho việc tập luyện giống như vậy. Trong cái chiếc ghe ngò tập luyện của chùa này, bên trong chiếc ghe ngò thi đấu của chùa đây nha, rất là đẹp luôn nha mấy nha. Và như vậy video của Hoàng Toàn TV đến đây sẽ kết thúc nha mọi người. Hoàng Toàn cũng kính chúc quý khán giả xem video của Hoàng Toàn, và nếu mà thấy hay like và share và đăng ký kênh giúp Hoàng Toàn để Hoàng Toàn có động lực đi quay các chùa mà có những chiếc ghe ngon cho quý khán giả được chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa nha. Vậy video mình sẽ kết thúc tại đây nha. Và hẹn gặp lại quý khán giả một video tiếp theo. Với lời Hoàng Toàn kính chúc cho quý khán giả một ngày mới thật là vui vẻ bên gia đình nha.
Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Xung quanh cái nhà kia của chùa Bê Tô. Như vậy bây giờ mình sẽ kết thúc nha mọi người. Chúc quý khán giả một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Cảm bên trong này kia.